không thể đếm ơn Chúa. Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng. Gióp đoạn 5 câu 9. Rời nơi làm việc, xe từ từ lăn bánh về phía trước, con đường dài hun hút. Càng về đêm, bầu trời sáng hơn, khi tôi thấy vẻ lấp lánh hàng ngàn vì sao xa tít tận chân trời, đã cho tôi cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Nhiều đêm như vậy, bỏ lại mệt nhoài sau lưng sảng khoái trong lòng. Đó là những đêm trời quang mây tạnh sao tuyệt vời. Tôi chớp mắt yêu lắm vẻ đẹp Thiên Chúa tạo nên. Thỉnh thoảng tôi thấy những vệt sáng lạ lẫm. Những nhà khoa học bảo rằng là dải ngân hà của hàng tỷ ngôi sao. Điều đó nói lên vẻ huy hoàng của Chúa, ngoạn mục lạ lẫm. Đêm hôm sau chập chờn từ bãi đậu xe, ngước lên nhìn bầu trời trở nên như mực. Tôi tưởng tượng những vì sao. Các nhà thiên văn cho biết những ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm hàng tỷ năm. Từ tầm nhìn của tôi, dường như một đám mây che khuất sự thật này và chỉ là bóng tối. Con người của sự sáng tạo Thiên Chúa đang im lặng, sự hiện diện của Chúa dường như bị che khuất. Tôi đã ở đó, Ngài đã im lặng. Tuy nhiên, quan trọng hơn điều tôi nghĩ, Chúa ở trên cao đang lắng nghe. Chúa bày tỏ về chính Ngài rõ hơn nhiều về các vì sao trên kia. Sự sáng tạo diệu kỳ nói lên vinh quang của Chúa. Nhưng khi Chúa im lặng, cho chúng ta một âm thanh chắc chắn hơn. Thiên Chúa bày tỏ qua lời Ngài: nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Thi Thiên 119 câu 11-12. Tôi tự hỏi có bao nhiêu vì sao trong vũ trụ. Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết nhiều hơn về vinh quang của Ngài. Hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời đêm. Khoa học nói rằng số lượng phụ thuộc vào một số biến cố, bao gồm ô nhiễm ánh sáng của vị trí và tầm nhìn của chính bạn. Trong các thành phố lớn, ô nhiễm ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy vài chục ngôi sao sáng nhất. Mặc dù điều đó không có nghĩa là không có gì để quan sát từ một thành phố, nhưng ở một nơi đồng mông hiu quạnh, bầu trời đêm trong vắt, một vài ngàn ngôi sao trở nên hữu hình trước mắt. Để thống kê chính xác tổng số ngôi sao, bạn cần phải đi đến cả Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu, vì chỉ là một phần của bầu trời có thể nhìn thấy từ mỗi phần của trái đất. Hơn nữa, cần tính toán trong vài tháng, vì một phần của bầu trời bị che khuất bởi mặt trời. Nếu bạn có thị lực hoàn hảo và du hành đến bầu trời tối hoàn toàn ở cả Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu và không có mặt trăng, bạn có thể đếm được gần 9.000 ngôi sao. Với một cặp ống nhòm tốt, con số đó nhảy vọt lên khoảng 200.000, vì bạn có thể quan sát các ngôi sao xuống tới độ lớn chính. Một kính thiên văn nhỏ có khả năng phân giải 13 sao sẽ cho phép bạn đếm tới 15 triệu sao. Các đài quan sát lớn có thể giải quyết hàng tỷ ngôi sao. Nhưng có bao nhiêu ngôi sao ngoài kia? Có bao nhiêu ngôi sao trong dải ngân hà? Theo các nhà thiên văn học, dải ngân hà của chúng ta là một thiên hà xoắn ốc có kích thước trung bình lên tới 120.000 năm ánh sáng. Mặt trời của chúng ta nằm cách lõi thiên hà trong nhánh Orion khoảng 27.000 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học ước tính rằng dải ngân hà chứa tới 400 tỷ ngôi sao với nhiều kích cỡ và độ sáng khác nhau. Khi chúng ta nhìn qua các kính viễn vọng, chúng ta có thể thấy các màn mờ trên bầu trời mà các nhà thiên văn học hiện biết là các thiên hà khác như dải ngân hà. Có những thiên hà xoắn ốc ngoài kia là thiên hà hình elip khổng lồ với 100.000 tỷ ngôi sao. Vua David
thuộc dòng dõi của Chúa Giê-xu bày tỏ chính Chúa dựng nên hàng tỷ ngôi sao. Ngài biết và đếm nó. Ngài đếm số các vì sao, Ngài gọi tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng ta thật lớn, có quyền năng cả thể. Thi Thiên 148 câu 4, 5. Cũng giống như Chúa dựng nên loài người, Ngài biết từng dân tộc, Ngài đếm số lượng, Ngài biết từng người, biết DNA, văn hóa, truyền thống, tiếng nói, vân vân và vân vân. Chúa biết hết thảy. Một con số đáng kinh ngạc. Các nhà thiên văn học đầu tiên phải ước tính số lượng các thiên hà. Để làm được điều đó, họ chụp những bức ảnh rất chi tiết về các phần nhỏ của bầu trời và đếm tất cả các thiên hà mà họ nhìn thấy trong những bức ảnh đó. Câu trả lời có khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Thiên văn học không biết chính xác có bao nhiêu ngôi sao trong mỗi thiên hà trong số 2.000 tỷ thiên hà đó. Hầu hết đều ở rất xa, không có cách nào để nói chính xác. Nhưng có thể phỏng đoán chính xác về số lượng các ngôi sao trong dải ngân hà của chính chúng ta. Những ngôi sao đó cũng rất đa dạng và có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Những ngôi sao lớn hơn, nặng hơn và nóng hơn có xu hướng có màu xanh lam, như Vega trong chòm sao Lyra. Những ngôi sao nhỏ hơn, nhẹ hơn và mờ hơn thường có màu đỏ, Proxima Centauri. Ngoại trừ mặt trời là ngôi sao gần chúng ta nhất, cũng giống như con người có hình dạng, kích thước, trọng lượng, sắc màu hoàn toàn khác nhau. Các ngôi sao màu đỏ, trắng và xanh lam phát ra những lượng ánh sáng khác nhau. Bằng cách đó, ánh sáng ngôi sao đó, cụ thể là màu sắc và độ sáng của nó. Các nhà thiên văn học có thể ước tính có bao nhiêu ngôi sao mà thiên hà của chúng ta nắm giữ. Với phương pháp đó, họ đã phát hiện ra dải ngân hà có khoảng 100 tỷ ngôi sao. Bây giờ là bước tiếp theo, sử dụng dải ngân hà làm mô hình của chúng ta. Chúng ta có thể nhân số lượng các ngôi sao trong một thiên hà điển hình, 100 tỷ, với số lượng các thiên hà trong vũ trụ, 2.000 tỷ. Câu trả lời là một con số hoàn toàn đáng kinh ngạc. Có khoảng 200 tỷ nghìn tỷ ngôi sao trong vũ trụ. Con số lớn đến mức khó tưởng tượng, nhưng hãy thử nghĩ điều này. Nó gấp khoảng 10 lần số cốc nước trong tất cả các đại dương trên trái đất. Hãy nghĩ về điều đó và lần tiếp theo khi bạn nhìn vào bầu trời đêm và sau đó tự hỏi về những gì có thể xảy ra trên hàng nghìn tỷ thế giới quay quanh tất cả các ngôi sao đó. Job là cuốn sách khoa học luận về công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh và tuyên bố rằng Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng. Gióp đoạn 5 câu 9. Không thể đếm ơn Chúa. Thật kỳ diệu phải không? Vũ trụ siêu nhiên tuyệt vời. Đó là những gì qua kính viễn vọng của các nhà khoa học và các đài thiên văn ước tính trong phạm vi các ngôi sao, dải ngân hà. Chưa kể đến những thứ khác như thái dương hệ, các hành tinh. Vũ trụ đã vô số kể cả trái đất này. Vẫn còn ẩn số. Làm sao đếm hết? Làm sao kể hết sự mầu nhiệm? Làm sao kể đầy đủ ơn Chúa? Ơn Chúa tốt lành. Nhà khoa học Francis Collins, tác giả quyển sách Khoa học và Đức tin, nói rằng Thiên Chúa có thể được tìm thấy trong nhà thờ hoặc trong phòng thí nghiệm. Khám phá sự sáng tạo vĩ đại và tuyệt vời của Chúa, khoa học thực sự là một phương tiện thờ phượng. Không thể đếm ơn Chúa, nhưng chúng ta có thể tỏ lòng tôn kính, biết ơn và thờ phượng. Hãy tưởng tượng vào bầu trời đêm, nghìn sao lấp lánh như những viên đá quý lơ lửng trên bầu trời. Một dàn hợp xướng tôn vinh vẻ đẹp, tôn nghiêm của Đức Chúa Trời khiến chúng ta kinh ngạc đến sợ hãi. Khi điều đó xảy ra, chúng ta không ngừng yêu mến, tạ ơn Thiên Chúa. Đã đến lúc lên đồi sóng xoài,
cảm tác một thánh vịnh của David, con cháu Kore, dàn nhạc hợp xướng vang lên những giai khúc ngọt ngào có thể nhấn chìm chúng ta đến nỗi chết lặng. Sắc màu âm nhạc làm thăng hoa tình yêu và niềm tin của chúng ta khó tả đến tuyệt vời. Chúng ta cảm thấy Chúa đang hành động khắp nơi trên vũ trụ, đến từng cá nhân rất sâu sắc. Khoa học trong trái tim chúng ta, biết ơn bàn tay Thiên Chúa tạo ra khoa học. Giờ đây chúng ta tiếp cận cảm nhận sâu sắc mối liên hệ giữa Chúa và con người, mà khoa học là một phương tiện. Những điều nhỏ nhất đến lớn lao lạ lùng, ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng khác những bài thánh ca mới tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn sẽ nói gì? Miệng lưỡi sẽ tôn vinh như thế nào xứng đáng cho Chúa? Cố mục sư Billy Graham từng bảo: chúng ta thật sự không có gì xứng đáng để Chúa cứu rỗi, nhưng chúng ta phải cảm tạ, thờ phượng Ngài một cách xứng đáng.